Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Cô gái bò xe máy chạy thoát thân khi đất đá từ trên núi ập xuống quốc lộ. Sáng ngày 23 tháng 8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một cô gái đi xe máy trên quốc lộ bò xe tháo chạy khỏi khu vực nguy hiểm khi đất đá bất ngờ sạt lở từ trên núi xuống đường. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra trên quốc lộ 279, đoạn qua xã Tà Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, ông Lò Văn Bước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tà Bú, huyện Mường La xác nhận vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 22 tháng 8. Vụ việc không có thiệt hại về người. Được biết do mưa kéo dài nên quốc lộ 279 đoạn qua địa bàn huyện Mường La có nguy cơ sạt lở cao. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chú ý sạt lở đất, đá khi di chuyển trên đường để kịp thời xử lý trước các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Trước đó vào khoảng 1 giờ ngày 13 tháng 8, Ủy ban Nhân dân xã Đào Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo về việc nhóm 7 thanh niên lên hồ đồng mỏ chơi. Khi đi qua suối Bến Tắm thì hai người là NHV, 22 tuổi và NKL, 20 tuổi, cùng trú tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đi chung trên xe máy bị nước cuốn trôi. Đến sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của NHV, còn NKL mất tích. Các lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc sau đó tìm kiếm người mất tích. Đại diện xã Đào Trù cho biết sẽ ra mưa lớn cục bộ, tạo thành dòng lũ ống đúng lúc hai người dân đi qua con suối. Ở suối này chưa từng xảy ra việc người bị lũ cuốn trôi. Cùng ngày, vào khoảng 11 giờ 30 phút, tại thôn Hòa Bình, xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, xảy ra vụ sạt lở đất làm một người tử vong, một người bị thương. Nạn nhân tử vong được xác định là chị NKA, 27 tuổi. Sạt lở đất đá vùi lấp nhà ở Sơn La làm 3 người thương vong. Trên địa bàn tỉnh Sơn La vừa xảy ra vụ sạt lở đất khiến 3 người trong một gia đình thương vong. Sự việc sạt lở đất đá vùi lấp nhà xảy ra vào khoảng 3 giờ ngày 5 tháng 8. Cụ thể, vào thời gian trên, khi gia đình anh MAS, xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đang ngủ say, thì bất ngờ đất đá từ trên cao sạt xuống vùi lấp nhà. Vụ sạt lở đất đá khiến con gái anh S là cháu MTTM không qua khỏi. Anh S và vợ bị thương, được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Nhận được tin báo, chính quyền, các lực lượng chức năng của huyện đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác cứu hộ khắc phục hậu quả, thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình bị nạn. Theo báo cáo của tỉnh Sơn La, những ngày qua do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, mưa lũ đã làm 12 người tử vong, 8 người bị thương, thiệt hại trên 2.670 nhà, 29 điểm trường bị ảnh hưởng. Lũ cuốn trôi 15 cầu treo, hư hỏng 82 công trình thủy lợi, 130 vị trí sạt lở gây ách tắc giao thông. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra khoảng hơn 500 tỷ đồng. Khoảnh khắc người đàn ông bị sạt lở đất vùi lấp khi về nhà lấy đồ. Trước đó vào chiều 20 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng cho biết lực lượng chức năng khẩn trương xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ sạt lở đất tại thôn Trung Tâm, xã Đạ Cờ Nàng, khiến hai người thương vong. Nạn nhân tử vong là anh NQJ, 36 tuổi, xã Đạ Cờ Nàng. Người bị thương đang được cấp cứu là ông NVD, 42 tuổi, ngụ xã Phi Liên. Ngày 15 tháng 7, tại khu vực này xảy ra sạt lở đất, làm sập ngôi nhà của một người dân và khiến chị NTT, 40 tuổi, giáo viên, tử vong. Sau vụ việc, cơ quan chức năng di dời các hộ xung quanh tránh khu vực này vì có nguy cơ sạt lở cao. Những hộ phải di dời có gia đình ông NQL, cha của anh D. Tuy nhiên, khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 7, anh D và ông D đang về nhà để lấy một số vật dụng thì tiếp tục xảy ra sạt lở vùi lấp hai người. Sau đó, ông D đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng chữa trị. Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ có mưa to cục bộ. Ngày 23 tháng 8, thời tiết Nam Bộ chủ yếu có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, sáng sớm 23 tháng 8 có mưa vừa, mưa to vài nơi ở khu vực trung tâm, ngày ít mây, trời nắng, sau có mưa rào và dông rải rác. Đến tối và đêm,
thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa to cục bộ vài nơi. Lượng mưa được dự báo chung trên khu vực Nam Bộ dao động từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo. Theo đó, từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau El Nino, hiện tượng La Nina sẽ tiếp nối với sự xuất hiện của những cơn bão mạnh có đường đi phức tạp. Dự báo từ nay đến cuối năm, trên Biển Đông có 11 đến 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 5 đến 7 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, nhiều hơn bình quân các năm từ 1 đến 2 cơn, diễn ra từ khoảng tháng 8 đến nửa đầu tháng 12 và ảnh hưởng nhiều tới khu vực Trung Bộ. Bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động nhiều lại trùng với mùa mưa ở khu vực Trung Bộ, nên trong nửa cuối năm 2024, các tỉnh miền Trung cần lưu ý tổ hợp thiên tai mưa, bão, lũ có khả năng xảy ra dồn dập. Ngoài ra, các hiện tượng mưa lũ kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, không khí lạnh, gió đông mạnh thì có khả năng xảy ra mưa rất lớn ở khu vực miền Trung. Do đó, các đô thị miền Trung như Huế, Đà Nẵng, Hội An có nguy cơ mưa lũ rất cao, khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi từ Thanh Hóa trở vào Quảng Ngãi sẽ nhiều hơn các năm. Đối với khu vực Bắc Bộ, ông Hưởng cho biết mùa mưa sẽ tập trung chính từ nay cho đến tháng 9. Đây là một trong những khu vực trọng điểm về lũ quét, sạt lở đất. Thời gian qua, dù mới bắt đầu mưa nhưng đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi. Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Khánh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu, do đặc điểm địa lý, địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu gió mùa với cường độ mưa lớn trong mùa mưa, sạt lở đất đá ở khu vực miền núi là một trong những thiên tai thường xuyên xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, rất dễ xảy ra sạt lở đất đá do địa hình hiểm trở và mưa lớn. Các tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cũng thường xuyên xảy ra sạt lở đất do có độ dốc lớn và mưa lớn. Những vùng núi càng cao sẽ càng có nguy cơ xảy ra thiên tai và sạt lở. Bản chất là do sau những trận mưa liên tiếp nhiều ngày, nước sẽ làm cho các tầng đất đá bồi giảm tác dụng ma sát. Dưới tác dụng của trọng lực, những loại đất đá này sẽ có nguy cơ đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Đây cũng chính là nguồn gốc của những sự trượt lở hay lũ được hình thành. Trước tình hình đó, các chuyên gia địa chất, khí tượng thủy văn đã đưa ra những khuyến cáo ứng phó với lũ quét và sạt lở đất cho người dân. Theo các chuyên gia, sạt lở đất là hiện tượng địa chất có tính nguy hiểm cao. Hiện tượng này xảy ra khi có một khối đá, một tầng đất hoặc những khối mảnh vụn của đất đá rời rạc, trượt xuống triền núi hoặc đồi, thậm chí một địa tầng. Sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ đâu, từ thành phố, thị trấn tới các khu đồi núi cao. Một số dấu hiệu giúp sớm nhận biết nguy cơ xảy ra sạt lở đất như mưa nhiều ngày, mưa lớn, có vết nứt trên tường nhà, sườn đồi, mái dốc, cây nghiêng, màu nước sông, suối từ trong chuyển thành đục, mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, có âm thanh lạ trong lòng đất. Sạt lở đất bắt nguồn từ những tác động của ngoại lực vào khối đất đá trên mái dốc, đỉnh đồi, làm đất đá vỡ ra và lăn xuống với vận tốc lớn. Ngoại lực này thường đến từ những cơn mưa lớn, tuyết tan, động đất hay vỡ đập thủy điện. Lượng nước lớn đổ xuống khu vực sẽ làm phân rã các mối liên kết của đất đá và rễ cây, thảm thực vật, gây ra sạt lở đất. Theo các chuyên gia, để phòng ngừa và giảm thiểu tối đa hậu quả do sạt lở gây ra, cần chủ động theo dõi các thông tin về thời tiết để nắm bắt tình hình khu vực và sơ tán khi cần thiết. Bên cạnh đó, cần tăng cường trồng rừng, tăng lớp phủ bề mặt cho đất. Trồng rừng là biện pháp an toàn để chống sạt lở đất, do đó không được khai thác rừng bừa bãi. Đồng thời, cần thực hiện quy hoạch đô thị hợp lý, đảm bảo cấu trúc đất và an toàn cho người sử dụng, gia cố nhà cửa, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.